Audio Jungle. Xin chào bà con, thì clip hôm nay á, mình sẽ nói cho bà con về cái bệnh mà lâu nay bà con ta không biết hỏi ai và không biết nguyên nhân nào á, tại sao cái bơ nhà mình á nó cứ khô cằn và nó cháy lá non, nó héo từ trên xuống héo xuống á. Thì hôm nay mình mới rảnh thì mình sẽ chia sẻ kiến thức riêng của mình để cho bà con ta có được cái hướng mà bà con ta khắc phục cái vườn bơ của mình. Cái này mình chia sẻ để những bà con của ta có thể hiểu được tại sao, nguyên nhân vì sao á, mà cây bơ búp chúng ta nó bị này. Trong vườn chúng ta trồng có thể là một cây, hai cây, 100 cây thì nó cũng có thể là dính một hai cây này. Nhưng mà khi mà những cây này nó héo trên ngọn héo xuống á, bắt đầu là nó lây trên tất cả vườn. Thì mình sẽ giải thích về kiến thức và cái kinh nghiệm của mình để cho bà con có những cái thắc mắc của mình á, để biết tại sao cái bệnh này mình phun tất cả nhiều loại thuốc rồi mà không biết sao nó cũng không bớt mà cứ lây lan vườn. Thì cái nguyên nhân nào, cái tác động nào mà làm cho cái bơ búp chúng ta lây rất là nhanh, có nghĩa từ một cây mà có thể lây hết vườn luôn, mà đặc biệt là cây giữa đám thì cái tốc độ lây lan rất là nhanh. Thì đó thì mình bắt đầu mình sẽ nói sơ bà con. Thì clip này á, mình sẽ nói từ từ và rất là rõ về cái kinh nghiệm mình để chia sẻ cho bà con. Thì cái bệnh này á, mình hay bà con hay gọi là bệnh khô cành cháy lá non hoặc là bệnh héo xanh do vi khuẩn. Thì ở cái bệnh này á, theo mình á, thì nó có hai cái chế, một là vi khuẩn, hai là virus. Nên mình sẽ nói sơ cái dấu hiệu nhận biết giữa vi khuẩn và virus để cho con nhận biết được chính xác là cái vườn mình nó rơi vào trường hợp nào mà để cái bơ chúng ta nó héo này. Thứ nhất á, về cái bệnh khô cành cháy lá non héo xanh do vi khuẩn á, đầu tiên á, bà con ra vườn đúng không, cái triệu chứng á, bà con quan sát á, tất cả các bộ phận ở trên lá non, ở trên ngọn á là nó bị héo và nó khô từ từ xuống và nó hoại tử, phân hủy thân gỗ á. Thì cái đó là cái triệu chứng từ trên ở trên ngọn đó. Thì cái này á là do cái vi khuẩn á nó xâm nhập, nó ăn tế bào non, ăn tế bào non ở trên á, bắt đầu ăn xuống. Thì mình giải thích á, đầu tiên á là cái lá của ta nó diệp lục, nó mất màu, nó chuyển sang màu vàng hoặc màu khảm, xanh xanh vàng. Và cái nguyên nhân đó mà bà con hay thắc mắc á, là tại sao nó ăn tế bào non. Thì mình giải thích á, vì vi khuẩn nó thích tế bào non, ở đây là tế bào non nhiều dinh dưỡng và tế bào non á nó dễ xâm nhập. Còn cái tế bào già, thân gỗ á, nó không xâm nhập được. Mà chúng ta đều biết á, khi mà nó xâm nhập vào ở tế bào mà thân gỗ á, thì nó sẽ khó gây hại ở trên thân gỗ hơn. Nhưng mà mình cũng giải thích á, tại sao ở trên ngọn chết xuống tới chỗ mà cái thân á già lại nứt cái chồi lên á. Thì mình nói là cái tế bào già thân gỗ không xâm nhập, mà ngay chỗ cái thân gỗ á già đi á, mà nó lại xâm nhập lên trên. Vì cái tế bào già nó ít dinh dưỡng, không xâm nhập được, mà tế bào lâu năm hó gỗ, hó bằng á thì rất là khó. Vì thế nên mình hay nói bà con á, là cái biện pháp này á, bà con phòng cho mình nha. Thì cái nguyên nhân á, mà để cho cái yếu tố tác nhân á, nó gây hại ở trên cái ngọn bơ mà nó héo xanh này do vi khuẩn á, thứ nhất á là do mưa lây lan nè. Cái thứ hai á, là có thể là do gió lây lan. Và cái thứ ba nữa á, là do các cái tế bào của cây á, hay là cành chồi á, nó đưa đẩy đung đưa cho gió vào nhau á. Cái thứ tư á là do côn trùng chết thúc. Thì trong vườn chúng ta nếu mà nó tồn tại côn trùng chết thúc thì nó cũng thể lây lan rất là nhanh. Cái đó là mình chia sẻ với bà con á. Còn cái dấu hiệu mà bà con để nhận biết sơ á là khi bà con bóc cái vỏ cho mình á, ở trong cái mạch dẫn á, bà con xem á, thì nó có thể là có màu nâu đen hoặc nâu xám ngay chỗ vết cưa á, bà con kiểm tra cho mình á. Ngay chỗ vết cưa thì ở đầu clip mình cũng quay bà con xem á, thì nó có thể cái màu đó. Bà con bóc cái vỏ ra cho mình nha, thì nó có cái màu song song sọc sọc á, màu đen. Còn nếu mà bà con xem nó không có màu á thì nó là một triệu chứng khác. Thì cái triệu chứng chính ở cái clip này á là hoàn toàn là mình nói là virus. Còn mình sẽ nói tiếp về cái dấu hiệu thứ hai là cái dấu hiệu nhận biết do virus. Cái đó là cái, còn cái phương án khắc phục á thì bà con cưa cho mình sâu vào tới cái mạch thó gỗ đó, bà con quét thuốc cho mình và phun thuốc chống vi khuẩn. Thì cái này á thì bà con có thể điện thoại cho mình để mình tư vấn thêm cho bà con về cái phương án xử lý. Vì tùy vào trường hợp mà mình nói cho bà con mua những dòng thuốc nó khác nhau.
Vì cái này nếu mình nói mà cái dấu hiệu nhận biết của bà con nó không có đúng á, thì con xử lý nó sẽ không có hiệu quả mà nó tốn chi phí bà con rất là nhiều. Vì nếu bà con phun không đúng thuốc thì có phun hoài nó cũng không có đứng được bệnh, mà cái tốc độ lây lan rất là nhanh. Vì cái bệnh này là bệnh rất là khó mà bà con nông dân ở chúng ta đang mắc phải ở khu vực mà trồng mà bút rất là nhiều. Cái thứ hai á là do virus á, bà con nhận biết á, thì ở trên ngọn nó vẫn chết nhưng mà nó chết vẫn tươi. Thì nguyên nhân á là do nó rối loạn sinh trưởng, thì lá nó vẫn dày và giòn hơn, mà đồng thời virus đó nó chỉ xâm nhập một số điểm thôi, một số chấm ở trên tế bào, chỗ xanh, chỗ khảm, chỗ vàng, thì nó có thể ăn tế bào chỗ này mà bỏ tế bào chỗ kia. Thì còn trên nó bắt đầu nó tiêm cái chất vào trong tế bào ở những cái ngọn non á, thì nó làm cho cái tế bào ở bên trong á nó bị rối loạn đi. Thì cái đó là mình nói sơ về cái triệu chứng của virus á. Khi bà con cưa ra cái thân gỗ nó cũng không có màu gì hết, thì hai cái triệu chứng này nó rất là khó nhận biết cho bà con. Thì mình vẫn thiên về cho bà con á là cái này là vi khuẩn, nó chiếm tỷ lệ rất là cao, nhưng qua đó bà con phun phòng cho mình những dòng thuốc mà phòng vi khuẩn và chữa vi khuẩn á. Nhưng cái thứ hai, cái việc mà quan trọng nhất á vẫn là côn trùng chích thúc, nó là trung gian truyền bệnh. Mà tại sao á, ở cái mùa này bà con đều thấy á, toàn bộ là mùa nắng gây hại rất là nhanh mà mùa mưa là không có. Thì cái đó là mình cũng chia sẻ về cái kiến thức riêng của mình về cái bệnh này. Thì cái bệnh này bà con ta cũng không biết là gọi tên là bệnh gì, thì mình chỉ nói sơ bà con đó là cái bệnh khô cành cháy lá non gây hại trên cây bơ bút, và cái bệnh gọi là héo xanh do vi khuẩn gây hại trên. Thì cái đó là cái cơ bản của mình chia sẻ với bà con á, thì bà con có thể là phòng bệnh này. Vì bà con đều thấy á, tại sao nó cứ chết từ trên ngọn chết xuống tới chỗ cái chỗ mà vết hó gỗ thật là cứng á, nhất là ngay chỗ cái chi bánh tẻ ra nó không có chết nữa. Thì đúng, tới đây nó không chết nữa vì do mình giải thích ở trên clip đầu clip á cho bà con á, có nghĩa là tới này cái vết gỗ nó rất là cứng, hó gỗ lâu năm hết rồi, nó không xâm nhập được nữa, thì từ đó nó nứt cái chồi khác lên nó sống. Nó sống nếu bà con không phòng nữa thì nó lại gây hại trên cái chồi non, nó xâm nhập xuống lại nó lại chết tới đó rồi lại nứt nữa. Thì bà con cứ làm vậy suốt á thì cây bơ của mình nó sẽ không có thu và nó mất mất giá trị đi. Thì qua đó mình khuyên bà con hãy phòng cái bệnh này đi, vì cái bệnh này nó nhiều bà con ta mắc phải rồi nhưng mà chưa có ai chia sẻ để bà con biết được cái nguyên nhân của nó. Thì qua clip này mình chỉ nói sơ để cái triệu chứng và cái phương án phòng cho bà con có một phương hướng riêng của mình, và mình nói cũng rất là rõ ràng rồi từng triệu chứng và từng cái cách xâm nhập của nó. Thì một lần nữa bà con cứ đăng ký kênh đi, mình sẽ nói tổng hợp về tất cả cái cây bơ bút theo kiến thức của mình chia sẻ để bà con áp dụng vào vườn của mình riêng, hoặc có những cái bà con thắc mắc có giống vào cái vườn của mình không thì mình nói để bà con chúng ta có được cái phương án khắc phục nó hiệu quả hơn và tốt hơn. Vì cây bơ á, là cây lâu năm nên chúng ta đừng để nó chết đi những cái nhánh quan trọng trong cái mùa mà ra hoa đậu trái, thì lúc đó khả năng mà khắc phục á, rất là khó, nhưng mà chúng ta mất mất đi cái nguồn thu từ cái cây bơ á, rất là nhiều. Thì cái đó là mình chia sẻ với kinh nghiệm của mình. Xin cảm ơn bà con đã quan tâm và theo dõi cái clip này.